Như các bạn đã biết bút mông blanc đã hình thành từ lâu đời, là dòng bút máy cao cấp nhìn vô cùng tinh tế, cao cấp, sang trọng, lịch lãm và không kém phần khéo léo. Bút được chế tác tỉ mỉ đem đến sự sang trọng, đẳng cấp cho người dùng. Bút được thiết kế vô cùng cầu kỳ từ những nguyên liệu quý hiếm như platin, đá quý, vàng, vì vậy, sở hữu một chiếc bút mông blanc giống như sở hữu một mòn đồ quý giá mà ai cũng ao ước có được. Sau đây là top 10 mẫu bút mông blanc loại bi xoay hàng cao cấp nội địa Nhật. Một chiếc bút hàng hiệu mông blanc có gì? Mông blanc là thương hiệu nổi tiếng của Đức được nhiều người biết đến với các sản phẩm như về bút viết, đồng hồ và các phụ kiện. Đặc biệt là chiếc bút mông blanc được khá nhiều người chú ý bởi nó mang đến sự sang trọng, đẳng cấp toát lên một phong cách riêng cho chủ nhân sở hữu nó. Thân bút mông blanc to tròn tạo sự chắc tay khi cầm, màu sắc bóng mượt đẹp đẽ của bút là kết quả của sự tôi luyện hợp kim cao cấp kết hợp với mạ sơn bóng tạo cảm giác sang trọng quý phái dành cho các doanh nhân ngoài ra hầu hết thanh gài bút được mạ vàng giúp bút được nổi bật và có điểm nhấn đồng thời nâng cao tính thẩm mỹ cho sản phẩm đặc biệt điểm đặc biệt chung của bút mont blanc chính là ở phần đuôi bút hoặc bên thân bút đó là logo mang hình ảnh tượng trưng cho dãy núi mont blanc ở châu âu được thiết kế là một ngôi sao năm cánh bo tròn đặt trên nền đen, logo Mông Blanc còn được xem như một bông hoa tiết, hình ảnh gắn liền với dãy núi trắng mang tên thương hiệu này, Mông Blanc Mayersuk Ken Kaitaka Evo Co 14 CV 745058459 cách phân biệt bút Mông Blanc thật và giả, bạn có thể biết được thật giả của cây bút này bằng cách xem số serial. Tuy nhiên bạn cần lưu ý những mẫu bút được sản xuất vào năm 1991 sẽ không có số serial còn về sau thì mới có mà thôi. Thời điểm mua hàng bạn để ý số serial có viết mông blăng hay không. Ngoài ra bạn phải để ý là sau năm 1991 thì mới có số serial này. Số serial thật thường có ở khe cài nắp bút. Mỗi một loại bút sẽ có một số serial riêng cho biết thông tin sản phẩm được lưu trữ trong hồ sơ của nhà sản xuất. Bút mông blank biểu tượng cho địa vị của con người trong xã hội. Bút có vẻ ngoài giống kim loại không hề nặng chút nào và luôn sáng bóng vì chúng được làm từ nhựa thông tự nhiên. Khi bạn chiếu đèn pin vào thân bút nếu nó là bút thật thì thân bút sẽ ánh lên màu xanh nhạt hoặc không hiển thị màu gì còn bút giả thì sẽ có màu đỏ đậm. Top 10 mẫu bút mông blank loại bi xoay hàng cao cấp nội địa Nhật. Bút Mông Blanc Meister Royal Black Eagle danh huyết cây mã SPF 1052454369. Bút Mông Blanc năm 1980 năm 90 VK Germany mã SPF U105240516, Bút Mông Blanc Pelican 14K Meister Fountain Pen Den 0464 mã SPF D105222031, Bút Mông Blanc UNICEF Edition M21305 mã SPF S105255354, Bút Mông Blanc 14K500 185 Myersburg Fountain Pen 4810 No, 146 màu vàng đen mã SP, M1052680424, bút Montblanc Noblesse bút Bissien mã SP, G1052023004, bút Montblanc Maester Stick Pix Fountain Pen Nip 14 cây 585 mã SP. N1052678265 Bút Montblanc Master Stick loại xoắn bóc đôi XG mã SPX1052247492 Bút Montblanc Fountain Pen Retro Vintage Rare, Collection Black XG Antique mã SPP1052411156